Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô, một được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu, bây giờ chỉ còn 450.000 này, đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng, hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào các bạn sẽ đến với những tuyệt phẩm sau đây. Và mình xin gửi tặng tất cả các bạn những siêu phẩm. Và đặc biệt clip ngày hôm nay sẽ là Nacrot. Các bạn hãy nhìn giúp mình cái thế trận mình chết hai màng ăn một màng ở phút thứ 6 này. Team địch chưa mất một trụ và team địch đang còn đàn áp rất là nhiều vào team mình. Hiện tại thì ngay cả bản thân mình cũng là thọt cho không huống hồ gì team mình. Đây, nhưng mà trận đấu lật kèo. Và trận đấu lật kèo thì các bạn phải biết rồi, nó cực kỳ khó, và đặc biệt là Nacrot ở phiên bản này nó càng khó hơn để lật kèo. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trước tiên để mình những siêu phẩm thì các bạn đang có nhu cầu mua quân huy hoặc nick, hoặc có nhu cầu mua nick hoặc skin hoặc tướng thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo của mình các bạn nhé. Còn bây giờ này, rồi bây giờ các bạn hãy nhìn thấy mình không giảm bắt ái ổ ấy thằng bình thường là mình mổ đấy, không làm được gì các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa, nhìn nó thêm lém lẻm, thêm nhỏ dài mà không làm gì, bởi vì như thế nào ạ, yếu quá, hiện tại bây giờ yếu quá các bạn ạ. Rồi mình sẽ đi vào cái vấn đề chính, muốn lật được keo trước tiên phải như thế nào. Trước tiên chúng ta không cần phải nhìn vào đồng đổi mất ạ. Không nhìn vào đồng đổi thì làm gì? Ôi, cái thằng Zata vẫn bay được rồi. Ôi, nó có bay phát được kìa. À, thật các bạn, bọn này đánh hay thế này, dù gì anh em. Trước tiên, bản thân các bạn phải sánh. Mình không cần các bạn phải sánh quá, những điều kiện đạt để một trận đấu lật kèo bắt buộc các bạn phải có đủ lượng đô để kết liễu được ít nhất là một vị tướng của team địch. Và một vị tướng đó là như thằng nào? Zata, Lindip hoặc thằng Van Hayin, bắt buộc các bạn phải có đủ đô để bắt được một thằng. Thì như vậy để làm gì? Để chúng ta đưa vào thế bắt lệ. Khi chúng ta đang một thế lật kèo không bao giờ được chơi theo kiểu cuốn vào con bắt tổng của team. Đặc biệt là hãy nhìn đồng đội của mình này. Các bạn hãy nhìn đồng đội của mình đi, nó lao vào đánh nhau một cách mà không có tính toán gì cả. Thì mình không được làm như vậy. Thay vì đó, mình sẽ lên mình đẩy quái. Các bạn nhìn thấy mình bá cái đường. Các bạn sẽ là phải người giữ cái vai trò nhịp độ trận đấu, không được cho cái địch solo 4 hoặc là công nhà mình quá sớm. Nếu chẳng hạn cái pha này, nếu mà công quá sớm hai đường lính của mình cao thì mình sẽ ở lại và thủ quái cùng team mình các bạn nhé. Khi mình đẩy được cái tên lính này, đẩy được cái tên quái này thì lúc đó mình sẽ di chuyển thoát ra khỏi nhà mình. Và mình, ôi các bạn tính cho khó cực kỳ luôn. Đấy, không giảm được rồi, hết quái rồi, từ từ bình tĩnh. Khi thủ được lính rồi thì các bạn phải thoát ra, không được ở lại và phải di chuyển đi. Hãy đi thật xa để mà trở về các bạn nhá. Cái phá này mình sẽ đi thật xa mà đi thẳng qua con búa sánh của nó luôn này. Bình tĩnh này. Qua con búa sánh, làm gì thì làm, phải có con búa sánh này nè. Rồi mới bay, mới nhảy, mới đi linh ta linh tinh được. Khi lít con búa sánh xong rồi thì mình sẽ lít cho đít đi về đường mít. Đứng đây có như nào, ở đường dưới quái vẫn chưa gọi cao lắm, bình tĩnh. Mình sẽ nấp đấy và thậm chí mình sẽ ping đánh nhau thôi, lít ở phía trên. Lính đít đã rồng, khả năng sẽ có một phá đánh nhau đây được. Tí mà có 3 thằng thôi. Lão lên đi anh em, tập hợp kia rồi, không nghe. Lão lên đi, rồi, được, xong. Cái phá này xong, có bắt đi nọt. Đấy, đây chỉ là một cái phá. Chỉ là một phá kiểu kiểu đỡ một tí thôi. Chưa gọi là thẳng lắm bát đâu. Đây chỉ một cái phá khử gạt một phần nào để thôi. Rồi, tiếp tục sẽ đẩy lính các bạn nhé. Mình di chuyển như thế này để làm gì? Chúng ta sẽ đưa vào cái thế bắt buộc team địch phải có 1-2 thằng đi thủ một cái đường xá của team địch. Và team của nó các bạn biết không? Khi một team, đây là cái pha này mình ăn này nào. Khi một trận đấu có một team sánh thì chắc chắn team nó khi nào tập hợp 3 thằng 4 thằng để cống một cái đường. Đấy,
khi chúng ta phải làm thế nào một mình các bạn, mã cross của mình sẽ phải kéo thằng Linh Biết hoặc kéo 1 đến 2 thằng team địch của nó bắt team ở giao cánh 3 vs 4. Đấy, thì cách giao cánh 3 vs 4 nó như thế nào ạ? Thì cái cách vừa rồi để các bạn, cái cách là chúng ta sẽ chỉ việc đẩy quái cáo thôi. Chúng ta đẩy quái cáo thì nó sẽ gây thù. Còn nếu trường hợp nó không gây thù như nào ạ, thì càng tốt các bạn nhé. Vốn gì rằng 4 vs 5 không có bát mà thủ lĩnh thì 5 con nó không bao giờ đẩy thủ mình. Nhưng một mình có thể đẩy trù được cái đường quái cáo đấy. Cho nên lý do rằng cái lối chơi này nó sẽ không bao giờ bị thua thiệt. Trừ khi đông đổi nó cố tình thiết màng, cố tình chết, cố tình thả game, thì tất cả những cái nỗ lực của mình hầu như đều phải bỏ. Đấy, còn các bạn hãy nhìn cách mình này, mình là Nagaroth, mình sẽ để tấm giết thằng ta, ra ta, tao có mấy cày đó. Đấy, ít nhất các bạn phải đủ cái lượng đô giết được một trong ba cái đường đấy cho mình. Đấy, thằng Linh Biết hiện tại mình đang ngồn nó một chút, cho nên mình sẽ hạn chế chứ có thể. Đấy, rồi, ok, bình tĩnh, hiện tại team mình đã có lên cá được một chút. Đấy, nhiều thắng bắt rồi, đấy, team mình này cũng đẩy nhau trong bố vòng, trong bố thức như vậy. Thì phải chấp nhận thôi, cái này phải gọi là chấp nhận bói các bạn ạ, không thể làm được gì đâu. Thôi, được rồi, không sao, mình sẽ cố gắng. Đây, rồi, không, ôi, đập mặt bố tương ạ. Thôi, chín cút, rồi đường mít quái cáo không bị ảnh hưởng. Đường dưới thì thằng vé đẹp đầy rồi, thì còn đường trên một chút, bình tĩnh, mình, cái đường trên này chưa bao vội, thì bình tĩnh các bạn ạ. Đấy, cứ thám xong rồi nào. Phán tối ưu nhất có thể mình đặt lượng đô tốt nhất có thể các bạn nhá. Rồi thậm chí mình sẽ vào để bắt thằng Van Hayin này. Van Hayin đấy, các bạn thì đi rất là lồ liều các bạn, nó cày nó là tím xanh á. Đấy, nó cày nó là tím xanh, nó đi rất là lồ liều các bạn ạ. Trời ơi, có ai mà cầm Van Hayin nó dám di chuyển từ dưới cái bụi đấy không các bạn. Đấy, đây là cái lợi thế và cơ hội tốt nhất để nó có thể bắt lẻ, tại vì tím địch nó không kêu nó đang chủ quan các bạn. Khi team địch đang trong cái giai đoạn thắng thế thì nó rất là chủ quan, nó di chuyển không sợ bố con cái thằng nào cả. Còn thằng gia tá thì 1-2 đây rồi, thì tao đấm đi chết luôn. Láo ghét đấy các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta vận dụng các nói chung làm mọi cách không được để cho nó team nó tập trung có mắt nắm mắt. Và team mình không được có mắt tổng. Đấy, cái mục đích để mà ngật kia là không có mắt tổng. Bởi vì sao? Thua đâu làm sao mà đánh được các bạn. Đấy, mà có mắt tổng thì cái kiểu gì cũng thua mà. Cho nên bắt buộc mình phải là người thoát lý, giống như kiểu là nấu hai của lân ná các bác thoát lý các bạn. Đừng ở lại cái khu lang nữa. Đấy, cái khu lang của mình đất cằn cỗi này. Đấy các bạn này, mưa miếng ấm có mưa miếng hàng ngàn này, người gì mà ăn. Đấy, chúng ta phải thoát lý ra. Và chúng ta phải kiếm những mảnh đất màu mỡ của bên tím địch đổ ở quái rừng. Nó quắng ngán ngàn các bạn ạ. Nó quắng thì nay thì các bạn tận dụng để kịp thoát lý cho mình. Đấy, và nhiều trận đấu mà tím kiểu rằng nhiều người sẽ phản bác anh đi dù mà mình đi như vậy mà team mình đánh nhau chết rồi đó. Đấy, cái pha này các bạn nhé. Đấy, không hiểu kiểu gì cả, tập trung đánh nhau 1-5 đánh nhau có mắt tổng nữa gì không ăn được. Thôi pha này mình vét tảng ra văn ngay rồi. Rồi tiếp tục thì đang giặt tá chết các bạn. Đấy, máy mà mình có thể môi chai được hai thằng này chứ. Đấy, cũng đỡ chứ không là toàn thì giặt tá con bay lao lên công như rất là mệt đấy các bạn để chứ. Phải chấp nhận em ạ. Khi mà team mình nó thì mình làm gì cố được em. Ôi cái phá này có cần mình luôn, tao chơi mình luôn. Ôi rồi chim cút. Ôi giời. Ôi giời, hủ hôn con trâu con nguyên anh em. Ôi giời, thôi rồi chim cút. Đấy, phải chấp nhận đấy mà. Chúng ta không thể làm cái cách gì, cái kiểu gì được. Đấy, cái phá vừa rồi thực sự là tốt nhất là team cứ đánh phám quả xong về kéo càng dài trận đấu càng tốt, để thằng La Vi có đô, để vét hết được trâu, để cái thằng sức phê mình trâu hơn, để thằng rát suốt một phát chết luôn. Đấy, thì cái mục đích là như vậy. Những team mình cứ muốn tập trung 4 người đánh nhau như vậy thì bắt buộc mình phải vườn ở đấy để mình triệt tiêu những cái vị tướng màu dây của nó thôi. Máy phá vào đôi mình đã ăn được 2 mảng rồi thì chúng ta ấy được. Đấy, team mình vẫn đánh nhau trong mô thức và bản thân mình là vật của phải đẩy lẻ. Đấy, giá ta này lá lên, không biết nó có bay được không. Bay được thì bay hay lắm. Giá ta bay hay lắm anh em ạ. Đấy, bay rất là hay. Ôi, bắn hết rồi. Máy quá, máy nó không toảng. Ôi thằng Linh Biết bên đấy anh ấy. Ôi cứu, người tao giết đi luôn này. Các bạn xem mình giết Linh Biết này. Rồi, không sao. Đấy, các bạn thấy chứ. Đấy, cái việc quái các bạn nhìn cái bản đồ cái thể trận team mình kìa. Mặc dù trận đấu này mình tập trung vào bắt lẻ là phần nhiều, mình không tập trung vào đẩy quái. Nếu mà đẩy quá 100% thì trường hợp là team mình kiểu bị ép quá mức thì mình có thể đẩy luôn hoàn toàn. Nhưng trận đấu này mình bắt buộc phải thả lính ở đấy.
không phải nhất thiết trận đấu nào cũng phải đẩy cao hoàn toàn đâu, mà chúng ta để ở dưới để cho những cái vị tướng như Văn Hay lên khám, như Limbit lên khám, như Zata lên khám để chúng ta làm gì ạ? Để bắt lẻ đấy. Không phải trận đấu nào cũng phải đẩy quả cao hết cỡ đâu. Nếu trận đấu đẩy quả cao hết cỡ thì trận đấu đó chúng ta không còn gì để làm được, chúng ta không thể bắt lẻ được nhiều. Gặp một trận đấu mà chúng ta bị gọi là bị cáu tớ quá nhiều ấy, thì cái việc chúng ta sẽ đẩy lính và không đánh nhau là gặp ra những thế trận đấy. Còn thế trận này khi bản thân mình bắt lẻ được đấy các bạn, khi mình là con bắt, bắt buộc mình phải con bắt theo đấy. Dính đít này đây, từ từ đẩy quỷt mà chả bắt nói nữa đấy. Giết rồi thằng Guido, giết được rồi, ok, từ từ bình tĩnh, lu một chút thôi, phá này kim cút đấy. Ai chạy cái chạy là bây giờ mình đấy này chằn địch các bạn, này chằn địch này đấy, thấy chưa, chằn cái phá này thì tí địch không thì cống được đấy. Và pha này mình phải chằn cái tao liên tiếp như thế đó, liệt tao thì tao chạy đấy, không giải gì để nhau đi cả khi nó đang sánh các bạn là chúng ta phải nhìn, phải nhìn để có chữ nhìn thì nhìn đấy, chúng ta tiếp tục ta giết con gia táo đấy. Khi thầy nói hết cái gì thì mình đéo hết đấy, khi giá ta hết bay thì đó cũng là lúc chúng ta sẽ cắt rừng từ rừng của nó các bạn nhé. Đấy, đơn giản như gì một trận đấu các bạn thấy chưa, mình chỉ được đi chơi lính ta linh tinh như các bạn là cùng có một trận đấu nó lật keo nè, rồi thằng đấy quay lại ta lại sập cái thằng này đấy, đấy các bạn đấy, cứ đi farm đầy quái chỗ nào thì màu yếu, không còn chiếu thức, không còn phản kháng thì chỗ đó có tá đấy. Giá tá mặc dù rất là cay nhưng phải chấp nhận thôi, bởi vì như nào, bởi vì tím bọn táo đang còn lật keo mà chúng mày đang còn chúng mày đang còn không đề phòng táo mà. Nếu trận đấu này mà táo xanh thì chúng mày kiểu gì chả đề phòng táo đấy, vốn gì bởi vì táo thọt nên chúng mày rất là kính thương táo, mà kính thương táo thì táo sẽ cho chúng mày biết lý do vì sao chúng mày kính thương đấy. Nó kính thương mình nên nó không đề phòng mình, không đề phòng mình thì nó không sợ mình, mà không sợ mình thì bị đấm cho ông trượt sắt nào đấy, là lý do lật kèo rất có lợi thế như vậy. Nhưng không phải lật kèo trận nào cũng win đâu, bởi vì chúng ta cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào trong đội. Đây là một trận đấu 5v5 chứ không phải một trận đấu 1v5 đâu, cho dù các bạn với một cảnh đẹp không thể nào làm được những đội mùa xuân đấy. Và chúng ta có tiếp một trận đấu rất đẹp và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, và các bạn đừng quên hãy comment bên dưới phần comment nhé. Nếu thích những cẩm năng này hãy comment bên dưới comment của mình, và tất cả các bạn hãy mài yêu, bye bye.